Lâu nay rượu ngâm với một số vị thuốc trong đông y được xem là có tác dụng tốt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong lĩnh vực đông y khuyên cáo, nếu không tìm hiểu kỹ, không có sự chỉ định của bác sĩ, rượu thuốc, rượu ngâm động vật, rượu rễ cây có thể gây họa cho người dùng. Vào tháng 4 năm 2020, tại một gia đình ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đã có 4 người từ Mường Khương đến thăm bị ngộ độc rượu ngâm cao ngựa. Hai trong số 4 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, lơ mơ, rối loạn tim mạch. Thấy hôm qua uống cái cao ngựa kia thấy tê tê đâu mà ra nhập viện thôi. Không phải là say rượu, cái đấy không phải say rượu. Nếu mà say rượu thì làm sao nó tỉnh thế? Và còn biết là mình chân tay tê tê này vào viện được. Đối với những hai bệnh nhân nặng hơn thì chúng tôi có dùng những cái thuốc vận mạch. Tại vì hai bệnh nhân này có rối loạn về tim mạch. Dùng những cái thuốc hỗ trợ tim mạch và hỗ trợ đào thải những cái chất độc mà các bệnh nhân này đều bệnh nhân này đã sử dụng. Và sau qua khoảng 2 giờ điều trị thì tình trạng các bệnh nhân đã ổn. Và đến khoảng 6 giờ sau thì hầu như là toàn trạng đã trở về ổn định. Hiện nay có rất nhiều kiểu ngâm khác nhau, nhưng chủ yếu vẫn là sự truyền miệng, ngâm theo kinh nghiệm dân gian, chứ không theo phương pháp khoa học nào, chưa được kiểm chứng, và thường chỉ ngâm những loại động vật hoặc thực vật được những người từng ngâm trước đó, cho nên có thể gặp phải những rủi ro làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi uống các loại rượu ngâm có nguồn gốc từ động vật như kiến, nhộng ong, thậm chí tay gấu, thì chỉ là uống rượu ngâm các con vật đã chết. Thời điểm cuối năm, nhu cầu sử dụng rượu bia gia tăng trong các buổi liên hoan, tất niên. Theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân nên tiết chế, điều độ khi uống rượu, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu ngâm không rõ nguồn gốc. Nếu có dấu hiệu ngộ độc, cần khẩn trương tới các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.